Ngạc nhiên thứ hai là mọi năm lên cho chúng ta tập trung đông ở nhà thờ Đức Tòa, hôm nay tập trung đông về nhà thờ Yên Vân này để mừng lễ và để ngắm nhà thờ mới. Ngạc nhiên chưa? Và thưa chị em, trong cái niềm vui này không biết nghĩ gì và nói gì cho nó cạn nguồn được. Vì chúng ta là con của Chúa, đương nhiên chúng ta thích giống Chúa. Chúng ta là con của Đức Mẹ, đương nhiên chúng ta thích giống Mẹ. Muốn giống Chúa thì phải sống các nhân đức của Chúa. Muốn giống Đức Mẹ thì phải sống nhân đức như Đức Mẹ thì mới giống được. Nói tới nhân đức của Mẹ để thấy Đức Mẹ giống Chúa Giêsu như thế nào. Đức Maria được gọi là đấng đầy ơn phúc vì Đức Maria là đấng đầy nhân đức. Có đầy nhân đức mới đầy ơn phúc được. Sách Khải Huyền nói về Đức Mẹ rằng: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Và chúng ta vẫn biết đó là 12 nhân đức của Đức Mẹ. Vậy thì anh chị em thử kể xem 12 nhân đức của Đức Mẹ là những nhân đức nào, và mình đã có những nhân đức chưa? Có chưa hay còn thiếu? Thì qua cái ngày hôm nay chúng ta cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ để chúng ta học tập và sống được các nhân đức ấy giống như Đức Mẹ. Mười hai nhân đức đấy được người ta kể, thứ nhất là ba nhân đức tối thần: tin, cậy, mến. Ba nhân đức ấy quan trọng, nâng đỡ toàn bộ đời sống đạo của chúng ta. Và những nhân đức ấy liên hệ trực tiếp tới Thiên Chúa. Tin ai? Tin Chúa. Cậy ai? Cậy Chúa. Mến ai? Mến Chúa. Vậy là mấy rồi ạ? Ba. Bốn nhân đức nhân bản. Bốn rồi.
khôn ngoan, công bằng, khôn ngoan, công bằng, dũng cảm, tiết độ. Vậy là mấy rồi ạ? 4 nữa là 7. Vậy thì chúng ta được ra nửa rồi. Và 3 nhân đức theo lời khuyên của ông, đó là nhân đức vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Đức mẹ có vâng lời không? Đặc biệt đúng không? Đức mẹ có khiết tịnh không? Là đức đầu tiên trên hết các kẻ đầu tiên như vậy. Và khó nghèo đúng như nhà giàu vậy, đúng như nhà giàu vậy. Vậy là chúng ta có mấy rồi ạ? Còn hai nữa, còn hai nữa là chúng ta đủ 4 đó. Và hai nhân đức của Chúa Giêsu đó là nhân đức gì? Hiền lành và khiêm nhường. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Thế là Đức Mẹ chia sẻ chúng ta không ít 12 nhân đức của Đức Mẹ. Anh chị em hãy nhớ và sống lần lượt từng nhân đức này để chúng ta giống Đức Mẹ, càng giống bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng thiếu bao nhiêu càng thiệt thòi bấy nhiêu. Còn về nhân đức của Chúa Giêsu thì Thánh Irene nói một câu tổng thể như thế này: gương các nhân đức, gương các nhân đức, các cái là nhiều lắm, toàn thể các nhân đức không thể thiếu được trong cuộc cái gì tử nạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trên thánh giá là nơi biểu hiện rõ nhất, đầy đủ nhất các nhân đức của Chúa Giêsu. Vậy thì về số nhân đức, Chúa Giêsu là nguồn nhân đức, Đức Mẹ là đấng đầy ơn phúc. Xem ra mẹ con họ rất là giống nhau, và chúng ta là con cháu, chúng ta cũng giống Chúa Giêsu là anh cả chúng ta, giống Đức Maria là mẹ của chúng ta. Cái điều thứ hai là Đức Mẹ giống Chúa Giêsu về đức vâng lời, các cái đức và đặc biệt đức lời. Như tin mừng chúng ta vừa nghe đó, thiên thần báo tin Đức Mẹ thụ thai. Chúng ta biết Đức Mẹ là nữ tu đầu tiên, thật trái khoáy để bảo nữ tu đầu tiên thụ thai thì còn gì là tu nữa. Nhưng mà công nhận Đức Mẹ khôn ngoan, một khôn ngoan đặc biệt, là Đức Mẹ sẽ hiểu rằng cái tu hay không tu không quan trọng. Chúng ta nhớ nhé, tu hay không tu không quan trọng cho bằng vâng lời Chúa mới là quan trọng. Thì chứ tôi đã loáng thoáng lần nào tôi chia sẻ với chị em về cái tư tưởng này rồi. Nói lại là gì? Tu hay không tu không quan trọng cho bằng việc vâng lời Chúa. Cho nên Đức Mẹ
này tôi làm tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần chú truyền. Thế là Thánh Châu Phụ Ê-đê này nói, ơn cứu độ loài người treo lơ lửng trên đôi môi của Đức Mẹ. Đức Mẹ trọn đời sống theo tiếng xin vâng đó, không sống theo ý mình nữa mà sống theo ý Chúa, làm gì cũng làm theo ý Chúa, không làm theo ý mình nữa. Và chúng ta lại nhớ tới lời Chúa Giêsu, lạy Cha, này con xin đến để làm theo ý Cha. Ta không nói gì từ ta, nhưng ta nói những gì Cha ta đã dạy. Và ta không làm gì từ ta nếu Cha ta không sai ta làm. Và Thánh Phaolô suy niệm và bảo, Đức Giêsu Kitô đã vâng lời cho nói bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Cho nên với Đức vâng lời, Đức Mẹ sống tuyệt đối, và với Đức vâng lời này, Đức Mẹ cực kỳ giống Chúa Giêsu. Đức Mẹ vâng lời Chúa Cha như Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha. Và vì thế, với công lao như thế, cho nên Chúa Giêsu cũng chia sẻ vinh quang Thiên Chúa cho Đức Mẹ. Chúng ta nhớ sách Thằng Huyền ghi là sao? Một người nữ mặc áo mặt trời, mặt Chúa Giêsu mặt trời, như Đức Mẹ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Rõ ràng là gì? Đức Mẹ sống giống Chúa Giêsu. Khi Đức Mẹ về trời, Thiên Chúa Chúa Giêsu chia sẻ vinh quang của Ngài cho Đức Mẹ, để cho Đức Mẹ Chúa Giêsu tuyệt đối giống nhau từ khi ở trên thế gian và cho tới khi ở trên trời và cho đến muôn đời. Và thưa chị em, tôi nghĩ đó là một vài tư tưởng tôi xin phép được chia sẻ với chị em, để qua lời Chúa hôm nay chúng ta luôn luôn nhớ chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là con cái của Mẹ. Năm 1828, khi hiện ra ở Đức, Đức Mẹ trước mình là ta là đấng vô nhiễm tuyệt đối, xác minh tín điều giáo hội, niềm tin Mẹ vô nhiễm là đúng, là chính xác, là xứng đáng để chúng ta yên thương mừng mình. Đức Mẹ chúng ta là đấng vô nhiễm tuyệt đối. Vâng thưa chị em, Mẹ chúng ta là đấng vô nhiễm tuyệt đối, Chúa chúng ta là cứu cứu chúng ta, là cứu chuộc chúng ta khỏi tội. Giờ đây chúng ta xin Chúa chứ Mẹ chỉ cứu chúng ta đỡ tội, mất tội, để chúng ta càng ngày càng có Chúa Giêsu, càng ngày càng giống Mẹ. Amen.